Hôm nay mình cắt cắt cái cây xanh mini này nhá. Đấy. Cây mini nhá. Đó. Cũng chưa được ấy lắm nhưng mà thôi. Cắt để xem này, đấy, đấy cây Tết. Cắt vệ sinh. Đấy, vệ sinh nhé. Đấy. Đấy. Wow, một con sen, một con sen, một con sen ở đây. Đấy. Cắt đủ bởi hết à? Vâng, cắt, cắt nó bật lọc mới. Ô, con sên này, sên nó ăn nó con rồi. Có con ốc sên to tướng đấy. Nó ăn nó con rồi, ỉa đấy. Sên bù láo thật. Đấy. Thu xong rồi. Thu xong, xong xuôi rồi. Tiến hành chỉnh trang. Ra cây chưa? Đấy. Ra cây rồi. Đấy rồi. Đấy, cây mini nhá. Này. Một chú ốc sên. Đấy. Chú ốc sên hại cây. Đây mình mới cắt thô. Tí nữa vào bắt đầu mới chỉnh trang tiếp. Đấy nhá. Nhìn bể gốc được không các bạn? Đấy. Năm trước cái này bộ rễ này ngon lắm. Nhưng mà vì không chăm sóc tưới tắm được nên là bị hỏng mất bộ rễ, giờ mới lại phải làm lại, làm lại là rễ mới, nó đang rễ mới đang to ra này. Đấy. Mới đang to ra.